Chào mừng các bạn đến với Top Sawa, kênh thông tin giải trí Hoa ngữ. Và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay nhé. Vào sáng ngày hôm nay, hàng loạt blogger chia sẻ thông tin và hình ảnh nóng hổi làm dấy lên nghi vấn Lý Dịch Phong, mỹ nam số 1 Cbiz lộ bằng chứng hẹn hò với Kim Thần. Cặp đôi được bắt gặp xuất hiện chung tại một tòa nhà đều tỏ ra cẩn trọng tránh bị người khác phát hiện. Hiện tại thì tin tức này đang càn quét mạng xã hội xứ Trung và khiến netizen vô cùng bất ngờ. Được biết thì ban đầu tình cũ của Đặng Luân bị bắt gặp khi đang nói chuyện điện thoại, một chiếc xe tới đón cô nàng tới tầng hầm một chung cư. Vậy nhưng một lúc sau, paparazzi lại ghi lại được hình ảnh Lý Dịch Phong xuất hiện tại khu nhà này. Điều đáng nói, trước đó thì Kim Thần từng lộ bằng chứng hẹn hò tới khách sạn với Giả Nhã Lượng và được dân tình đẩy thuyền rất nhiệt tình. Tuy nhiên thì nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và cho hay ekip chương trình cô đang tham gia đã sắp xếp cho nữ diễn viên và các nghệ sĩ ở khách sạn này hoàn toàn không có chuyện hẹn hò. Ngược lại, về phía Lý Dịch Phong, nhiều netizen nhận ra cả hai từng hợp tác trong bộ phim Bí mật vĩ đại. Suốt nhiều năm qua, Lý Dịch Phong chưa từng bị bắt gặp hẹn hò với bất cứ ai. Scandal duy nhất anh vướng phải là với nữ diễn viên Dương Mịch. Chính vì vậy, khi có tin đồn anh và Kim Thần hẹn hò, rất nhiều fan của mỹ nam họ Lý đều tỏ ra vui mừng vì cuối cùng idol đã tính tới chuyện yêu đương. Về tin đồn này thì ekip của Lý Dịch Phong lên tiếng trả lời với truyền thông rằng chỉ là buổi họp mặt với bạn bè, không cần nhìn ảnh mà bịa chuyện. Trong khi đó thì Kim Thần cũng lên tiếng bác bỏ nghi vấn yêu đương với bạn diễn. Trong tương lai tôi chẳng dám qua nhà bạn khác phái dùng cơm nữa, các người chạy bài để hoàn thành KPI cuối năm hay sao? Qua đây thì Lý Dịch Phong lẫn Kim Thần đều phủ nhận tin đồn hẹn hò, khẳng định cả hai chỉ là bạn mà thôi. Tiếp tục là một thông tin khác. Phủ sóng mạng xã hội thời gian gần đây là phản ứng của netizen trước tin đồn hẹn hò của Địch Lệ Nhật Bà và Hoàng Cảnh Du. Dù cặp đôi chính chọn cách im lặng trước sóng gió, song việc này cũng ảnh hưởng không hề nhỏ đến sự nghiệp của mỹ nữ Tân Cương. Trên này thì Địch Lệ Nhật Bà là ngôi sao được săn đón nhất nhì của Cbiz, mỗi số tạp chí có cô đều bán cực chạy, đạt mức doanh thu đáng mơ ước. Thế nhưng thì theo Soho, sau lùm xùm tình ái, tạp chí mới của diễn viên Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư chỉ bán được 778 cuốn. So với thành tích trước kia, kết quả này chưa bằng 2%. Soho cũng cho biết ngoài doanh số tạp chí, lời mời sự kiện, đại diện nhãn hàng và nhiều số liệu khác của Địch Lệ Nhật Bà cũng sụt giảm xuống mức khó tin. Để cứu cánh cho thần tượng, các fan lớn của nữ diễn viên phải đứng ra kêu gọi cộng đồng người hâm mộ nuôi thêm nhiều tài khoản ảo tham gia vào fandom của cô. Theo thông tin thì mỗi người phải có 63 tài khoản và tương tác thường xuyên để tránh bị phát hiện. Động thái này càng khiến netizen tin rằng Địch Lệ Nhật Bà đã bị hao hụt một lượng lớn người hâm mộ sau tin đồn hẹn hò. Không chỉ vậy thì theo một số blogger xứ Trung, hai fan lớn của mỹ nữ Tân Cương, những người sở hữu tài khoản có hàng trăm ngàn lượt theo dõi cũng quay lưng với thần tượng. Trong đó một fan xóa bỏ luôn trang cá nhân, người còn lại đã tham gia vào hội anti-fan, quay sang chỉ trích Nhật Bà. Trước tình huống trên của Địch Lệ Nhật Bà thì có thể nhận thấy rằng tin đồn người đẹp hẹn hò cùng Hoàng Cảnh Du không hề được lòng người hâm mộ. Sau khi đóng cặp trong bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, cặp đôi nhiều lần bị soi bằng chứng phim giả tình thật. Khi thì có hành động ôm hôn thân mật quá mức ở phim trường, lúc lại bị khui dùng chung vệ sĩ diện đôi đôi. Ngoài ra thì lúc trả lời phỏng vấn, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhật Bà cũng từng đề cập đến hình mẫu lý tưởng của bản thân, chính là ngoại hình và tính cách của đối phương. Ban đầu thì nhiều người cho rằng việc họ bị đồn hẹn hò chỉ là đang tuyên truyền cho bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Thế nhưng sự việc dâm gian gần đây khiến dân tình khó hiểu vì bộ phim kết thúc đã lâu. Vào hôm 22 tháng 12, thì netizen xứ Trung tung tin xe của mỹ nữ Tân Cương được phát hiện đậu tại khách sạn của đoàn phim Vương Bài do Hoàng Cảnh Du đóng chính. Nhiều người cho rằng cô bí mật tới thăm anh, thậm chí nhiều người còn chia sẻ rằng hai ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, thì Địch Lệ Nhật Bà và Hoàng Cảnh Du đều giữ im lặng khiến fan vô cùng bức xúc. Đặc biệt, mỗi lần xảy ra lùm xùm, fandom của nàng Phượng Cửu lại nhanh chóng phủ nhận tất cả, khẳng định cô vẫn độc thân. Người hâm mộ nữ diễn viên cũng liên tục yêu cầu phòng làm việc của cô ra mặt làm sáng tỏ mọi sự việc. Thậm chí thì không ít người không muốn thần tượng của mình có dính dáng gì với Hoàng Cảnh Du bởi nam diễn viên có rất nhiều lùm xùm liên quan đến đời tư như lăng nhăng, không đối xử tử tế với vợ cũ, chối bỏ việc đã kết hôn. Điều đáng nói là dù có vô số tin đồn xấu nhưng anh vẫn nhận được nhiều kịch bản phim hay là những lời mời quảng cáo giá trị, netizen xứ Trung đồn đoán mỹ nam hư hỏng có chống lưng khủng. Dù chưa biết thực hư tin đồn tình cảm ra sao, song sự nghiệp của Địch Lệ Nhật Bà đang rơi vào tình trạng khó khăn là thật. Người hâm mộ đang rất lo ngại sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bộ phim sắp tới Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh mà nữ diễn viên đóng cùng Dương Dương. Chúng mình là Top Sawa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.